Hello, vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải game bóng đá Total Mobile Football. Thì đây là một game bóng đá rất là hay. Theo mình thấy đồ họa của nó rất là đẹp anh em ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải game Total Mobile Football này ở trên những thiết bị iOS nhá. Đầu tiên anh em vào mục App Store cho mình để mình thay đổi quốc gia, bởi vì game này không có mặt ở Việt Nam. Thì em chọn vào tài khoản iCloud. Anh em bấm nó yêu cầu đăng nhập, anh em hãy nhập cái mật khẩu iCloud của mình vào thôi. Rồi ok, mình đã đăng nhập xong. Và nó sẽ hiện ra như thế này, anh em chọn vào một quốc gia của vùng cho mình nhé. Nếu mà anh em nào làm nhiều cái này rồi thì chắc là rất là dễ dàng và nhanh chóng thôi. Anh em chọn mục thay đổi quốc gia vùng. Ở đây thì anh em chọn đến cho mình quốc gia là Úc nha. Australia đấy. Úc. Ok. Anh em chọn mục đồng ý cho mình nhá. Đồng ý. Đồng ý. Ok, dòng đầu tiên thì anh em chọn năm cho mình. Anh em chọn tên là anh em ghi không dấu cho mình nhá. Họ là Nguyên. Vào cái bước này thì anh em không được thoát ra khỏi màn hình chính nha anh em, bởi vì rất có thể là nó sẽ bị lỗi khi chuyển mục quốc gia. Dòng đầu tiên Street thì anh em ghi cho mình là 3 số 7. Cái này anh em ghi bừa ở đâu cũng được. Còn mình thì hay quen bấm 3 số 7, còn anh em nào bấm cho mình cũng được, hoặc bấm lung ta lung tụ cũng được. 3 số 7. Ở cái postcode này thì anh em phải ghi đúng cho mình nhá, là 2000. Ok, City Sorbonne này thì anh em cũng ghi bừa cho mình, 3 số 7. State này thì anh em chọn vào mục là New South Wales cho mình nhé. Đó, New South Wales. Điện thoại này anh em ghi bừa cũng được, 123456789. Anh em chọn tiếp theo cho mình. Đó, anh em ấn xong. Thì mình đã chuyển vùng App Store từ nước Úc, từ Việt Nam sang nước Úc rồi nha anh em. Bây giờ anh em chỉ việc lên Google Play, App Store anh em tìm kiếm là Total Football Mobile. Thì nó hiện ở cái game thứ hai đó. Đây chính là nó anh em hãy bấm ghép tải nó về thôi. Ở clip sau thì mình sẽ trải nghiệm thử con game này nhá. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển vùng App Store từ Úc về Việt Nam nhá. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chọn Today này, vào biểu tượng iCloud. Anh em chọn tài khoản iCloud của mình. Anh em chọn Country Dragon. Anh em chọn là Charlotte County Oregon. Ok, giờ đây thì mình hãy kéo kịch kim dưới nhé. Có Việt Nam, dòng Việt Nam là thứ tư từ dưới lên đấy. Anh em bấm vào Việt Nam. Aget. Ở dòng đầu tiên thì anh em chọn không cho mình nhé. Bây giờ thì anh em ghi dấu trả lại cho mình. Ghi có dấu. Ok, cái này là Nguyễn. Đường thì anh em không bắt buộc, anh em cứ ghi 3 số 7 thôi. 777. Phòng căn hộ tòa nhà ghi 3 số 7 cho mình. Thành phố này thì anh em nhập cho mình là Hòa Bình nhá. Bình, mã zip là 10.000. Ok. Số điện thoại là 123456789. Anh em next. Ok. Anh em chọn xong nhé. Và mình đã chuyển vùng App Store từ Úc về Việt Nam cho mình. Về Việt Nam. Thì con game Total Football này đang tải rồi. Và anh em nào để tải xong rồi thì anh em hãy nên tải cho mình cái app 1111 để về nhé.
app này là để mình chuyển VPN. Thì con game này nó không có mặt tại thị trường Việt Nam thì mình phải tải cái 1111 này về để chuyển VPN sang nước khác để chơi. Thì anh mình cũng dừng clip tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì có thể ủng hộ mình bằng cách là like video và đăng ký kênh YouTube của mình. Và mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều về những game bóng đá mới lạ hơn, độc lạ hơn để gửi tới anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.